Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League giữa Bayern Munich với Barcelona. Đây sẽ là trận đấu rất đáng quan tâm khi một đội đang là cái tên mạnh nhất châu Âu lúc này, còn một đội lại đang tìm ánh hào quang ngày nào. Hãy cùng với Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay và cùng bàn luận với chúng tôi ở dưới phần comment nhé. Soi kèo bóng đá Bayern Munich gặp Barcelona tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, thời gian diễn ra là 3 giờ, ngày 9 tháng 12 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Bayern Munich gặp Barcelona, phong độ của Bayern Munich 5 trận gần nhất. Bayern Munich đến với lượt trận cuối cùng này với một tâm lý cực kỳ thoải mái khi họ đã chắc suất vào vòng 1/8 với tư cách là đội đầu bảng, nên với Hùng Xám, đây chỉ là trận đấu mang tính chất thủ tục. Sức mạnh của Bayern đang quá đáng sợ sau những gì mà họ thể hiện trong 5 lượt trận vừa qua khi toàn thắng cả 5 trận với 19 bàn thắng và chỉ nhận 3 bàn thua, trong đó có tới 4 trận thắng với tỷ số cách biệt. Ngoài ra, đội chủ sân Allianz Arena vừa có chiến thắng 3-2 ngay tại Signal Iduna Park để tiếp tục thống trị ngôi đầu của Bundesliga. Phong độ của Barcelona 5 trận gần nhất. Sau những kết quả có phần lạc quan dưới thời tân huấn luyện viên Xavi, thì ở lượt trận gần đây tại La Liga, Barcelona đã bất lực ở trong việc tìm đường vào mảnh lưới của Real Betis. Kết quả, họ phải nhận trận thua 0-1 ngay trên sân nhà. Qua đó, đã rơi xuống vị trí thứ 7, kém kinh địch Real Madrid tới 16 điểm và chỉ đá ít hơn một trận. Dù đang xếp thứ 2 tại bảng đấu này, nhưng đội chủ sân Camp Nou chưa thể chắc chắn có được vé vào vòng 1/8. Nếu họ thua ở lượt trận cuối này, thì hoàn toàn có thể phải xuống chơi Europa League. Sau kèo tài xỉu Bayern Munich gặp Barcelona, tỷ lệ kèo tài xỉu, mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1,5, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3,5. Làm khách trên sân của Bayern Munich đang có phong độ khá cao và hàng công đáng sợ, chắc chắn sẽ khiến cho Barcelona không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình ngay từ đầu mà sẽ chờ đợi thời cơ. Hơn nữa, một trận hòa hoàn toàn có thể giúp thầy trò huấn luyện Xavi giành quyền đi tiếp nếu như Benfica không thắng đậm Dynamo Kiev ở lượt trận cùng giờ. Vì vậy, đây sẽ là trận đấu mà Barcelona sẽ ưu tiên cho mặt trận phòng ngự hơn là tấn công. Có thể chọn cửa xỉu là quyết định có khả thi hơn. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này, nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 0,75. Bayern Munich nằm cửa trên và chấp Barca 0,75 trái. Barcelona sẽ chờ đợi vào một kết quả tốt ở chuyến làm khách này khi mà Bayern Munich nhiều khả năng sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi nhà đương kim vô địch Bundesliga đã chính thức có ngôi đầu. Hơn nữa, Hùng Xám cũng không bung sức ở lượt trận gần nhất khi chỉ thắng 2-1 trước Dynamo Kiev, đối thủ mà họ từng thắng tới 5-0 ở lượt đi. Vì vậy, Bayern Munich và trận thắng tối thiểu là sự lựa chọn hoàn toàn có cơ sở. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mà lại chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu, Bayern Munich thắng 2-1 Barcelona. Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về trận đấu dành cho anh em. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube Tám Bóng Đá để cập nhật sớm nhất các video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!